Bạch hổ tam thủ lĩnh cứ như vậy bỏ mạng trong tay Từ Dương. Nhưng sau đó, lãnh tụ tuyệt đối của đoàn đội Từ Dương cũng không có ý định động bất kỳ tâm tư nào đối với thủ lĩnh Bạch hổ này, mà chậm rãi xoay người lại, lộ ra bộ mặt thật của mình với đám Bạch hổ tộc nhân bên cạnh. Sau khi hiểu được ý đồ của lão đại nhà mình, mấy người khác của Tháp Lý Án Nữ Vương bên cạnh cũng nhao nhao dựa theo tiết tấu của Từ Dương làm theo. Giống như trong tưởng tượng, những binh sĩ Bạch hổ nhất tộc trước mắt này, vừa nhìn thấy một màn trước mặt, tất cả đều theo bản năng lùi lại vài bước mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Các ngươi, các ngươi đây. Từ dương chấp hai tay bình tĩnh cười nhìn những binh sĩ bạch hổ nhất tộc này, trên người cũng không có lộ ra một chút khí tức giết chóc, làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa bình hòa mà tự nhiên. Các ngươi không cần khẩn trương, ta biết, trong lòng các ngươi tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc để ta vì các ngươi nhất nhất giải đáp, sau đó, ta cũng sẽ cho tất cả các binh sĩ bạch hổ nhất tộc các ngươi một cơ hội lựa chọn vận mệnh của mình vì ở bên cạnh ta chính là tháp lợi án nữ vương của gia nhân nhất tộc. Nguyên bản nàng là thủ lĩnh chủng tộc trực thuộc hổ vương nhất tộc, nhưng hiện tại, nàng đã có được quyền thống trị của năm tộc trong tám đại tộc quần dưới trướng hổ vương nhất tộc các ngươi, được năm đại tộc nhân này cùng duy trì. Chúng ta là đồng bọn của nàng, lần này đến hổ vương nhất tộc, mục đích duy nhất chính là nhấp lên một hồi cải tạo chế độ mới, dưới sự thống trị của ba đại thủ lĩnh hổ vương nhất tộc, các ngươi mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như thế nào, những năm gần đây thực lực tiến cảnh như thế nào, không cần ta nhiều lời, trong lòng các người đều rất rõ ràng, các ngươi đã chịu được tất cả. Nhưng các ngươi không có năng lực phản kháng cùng vốn liếng, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Nhưng bây giờ thì khác, ba thủ lĩnh đã ngã xuống, kế tiếp sẽ là thủ lĩnh của hai hồ vương nhất tộc khác. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo bước chân của đoàn đội chúng ta, duy trì xà nhân tộc Tháp Á nữ vương làm thủ lĩnh mới của các ngươi, thay thế hồ vương nhất tộc, trở thành tân vương khu vực thập vương bộ hồ vương, tất cả binh sĩ các người đều sẽ đạt được cơ hội tu luyện công bằng mà tháp lợi á nữ vương chẳng những sẽ không tước đoạt quyền tự do tu luyện của các ngươi còn có thể vì các người hộ giá hộ tống trở thành thủ hộ giả của khu vực này quả nhiên từ dương nói ra một phen tất cả bạch hổ binh sĩ bị ức hiếp quá lâu trước mắt đều vấn chấn lên dựa theo phán đoán của từ dương các binh sĩ bạch hổ nhất tộc sẽ không có phản kháng lớn hơn bởi vì bọn họ đã lựa chọn động thủ với thủ lĩnh tam biên gia của mình sẽ không để ý rốt cuộc là tộc nhân của bộ tộc nào dẫn dắt chúng chỉ cần có thể có được trật tự tu luyện hoàn toàn mới như vậy cho dù để cho chúng nó trả giá sinh mệnh cũng đáng giá. Chúng ta không bao giờ muốn sống như nô lệ nữa, lao động trong bóng tối, ít tài nguyên tu luyện đáng thương, sinh mệnh lực của chúng ta đều không ngừng bị tiêu hao, bởi vì chúng ta mỗi ngày thu được tiếp tế năng lượng, căn bản không cách nào bù đắp cho đại lượng thể lực hao phí của chúng ta, đây căn bản là một hồi giao dịch không công bằng nhưng nhất định phải tiến hành tiếp tục. Trong đám binh sĩ Bạch Hổ nhất tộc, một lão giả đức cao vọng trọng đột nhiên tiến lên cảm khái một đợt cũng coi như nói ra tiếng lòng chung của các binh sĩ bạch hồ nhất tộc trên thực tế các binh sĩ bạch hồ nhất tộc đã xem mấy người từ dương là hy vọng duy nhất của chúng theo đuổi cuộc sống mới chúng ta nguyện ý duy chỉ xà nhân tộc nữ vương lên ngôi trở thành lãnh đạo mới của chúng ta miễn là ngươi thực sự có thể thực hiện lời hứa vừa rồi của ngươi từ dương lộ ra nụ cười hài lòng nghiêng đầu nhìn tháp lý á bên cạnh nhà đầu này thông minh cỡ nào trực tiếp không chút do sự hứa hẹn linh hồn thể ước lần nữa hàng lâm nhìn thấy đạo thể ước trên quang này rơi vào sâu trong linh hồn tháp lợi á nữ vương tất cả binh sĩ bạch hồ nhất tộc không chút do dự quỳ xuống đất hướng về phía tháp lý á nữ vương hô to vạn tuế duy trì nàng làm thủ lĩnh mới tháp lợi á nữ vương sau khi chiếm được sự đồng ý của từ dương hạ mệnh lệnh thành tựu đầu tiên của các binh sĩ bạch Hổ nhất tộc đó chính là trong toàn bộ bí cảnh tất cả các binh sĩ bạch hồ nhất tộc đều phân phối đều cho mọi người cán nuốt cũng không phải là bị đám người tháp lợi lợi chiếm làm của riêng sau khi nghe được mệnh lệnh như vậy các binh sĩ bạch hổ nhất tộc kích động quên hết tất cả không ngừng phát ra tiếng hổ gào thét cùng mãnh tựa hồ đang dùng phương thức như vậy bảo vệ vinh quang của tân vương tháp lý á nhìn thấy các binh sĩ bạch hổ nhất tộc hoàn toàn thần phục trong lòng mọi người trong đoàn đội từ dương cũng đều thả xuống có các binh sĩ bạch hổ nhất tộc duy trì hiện giờ muốn chinh phục hổ vương nhất tộc cũng dễ dàng hơn nhiều kỳ thật lấy kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm như vậy của từ dương mà xem muốn tan giã một tổ thể thế lực đứng đầu so với chinh phục cứng nhắc nghiền ép từ bên trong tan dã chinh phục một bộ phận thành viên thế lực thì càng thêm ưu tú dù sao loại chinh phục này cũng không có nghĩa là đem tất cả người đối địch chém tận giết tuyệt mà là muốn từ phương hướng tinh thần thay thế tín ngưỡng vốn có của chúng trở thành hướng gió mới dẫn dắt linh hồn chân chính mà khi tín ngưỡng của một chủng tộc sụp đổ trước đó nhất định phải có một cái lỗ hổng đủ sụp đổ xuất hiện trước mắt một đám bạch hổ binh sĩ dẫn đầu trung thành với tháp lý á chính là khoảng trống tín ngưỡng lớn nhất của hồ vương nhất tộc đáng mừng là Mọi người trong đoàn đội Từ Dương nắm bắt được cơ hội này. Từ giờ trở đi, các hạ các ngươi chính là thủ lĩnh mới của Bạch Hồ nhất tộc chúng ta, không dám là nhị thủ lĩnh hay là hồ vương tôn, đều không có tư cách ra lệnh cho chúng ta nữa, dù sao người mạnh nhất Bạch Hồ nhất tộc đã phản bội tín ngưỡng của tộc chúng ta, vinh quang của hồ tộc cuối cùng vẫn phải dựa vào sự cải cách này để tái tạo. Tháp Lợi Án nữ vương nghe được thái độ thành kính của các binh sĩ Bạch Hồ nhất tộc, rút cục cũng vào giờ khắc này lộ ra nụ cười vui mừng thỏa mãn, nàng rất rõ ràng tất cả những gì mình có thể có được, tất cả đều là từ dương ban cho, tất cả những chuyện này thật sự giống như một giấc mộng. Một tháng trước, nàng còn đang đau đầu vì làm thế nào để chinh phục bọ cạp, nhưng hôm nay, một tháng sau, mình đã là thủ lĩnh của thập vương vực hổ vương nhất tộc thống trị hơn phân nửa. Mắt thấy bạch hổ binh sĩ dưới mệnh lệnh của tháp lý á nữ vương dẫn dắt, mỗi người phân tán, ngăn nắp ngăn nắp trật tự bản nguyên lực lượng của mình. Mọi người trong đoàn đội Từ Dương cũng lập tức tập kết đến vị trí trung gian nhất của trận pháp. Trăm chú nhìn hào quang màu tím đen giữa trận ngực. Cái này, hẳn là lục hợp trận pháp nguồn gốc, lúc trước tam thủ lĩnh hấp thu lực lượng bổn nguyên cuối cùng trung tâm, trong các người có ai muốn đạt được lực lượng thuần tí nhất lưu lại trong trận pháp này, ta có thể trợ giúp hắn. Từ dương mở miệng, nhìn lướt qua mọi người trong đoàn đội. Hắn và tiểu hoa đương nhiên là không cần, huyền vũ bởi vì là phân thân, cũng không có biện pháp thôn vệ cỗ sinh mệnh lực bổn nguyên này. Bạch hồ thiếu niên có được ý chí thần thú, đồng dạng không cần tiếp tế nguyên lực bên ngoài. Còn chân nói, trận pháp này vận chuyển nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ có tương đối lượng tinh hoa sinh mệnh lực của các loài khác lưu lại trong trận văn, nếu có thể có một cỗ lực lượng đủ cường đại, đem toàn bộ lục hợp trận pháp vận chuyển thứ tự đảo ngược lại, vậy người thụ hưởng nhất định sẽ đạt được lực lượng bổn nguyên khó có thể tưởng tượng được tiếp tế. Huyền Vũ Vân thân hâm mộ không được, bất đắc dĩ hắn không có tư cách kế thừa cỗ lực lượng này. Từ Dương đem ánh mắt rơi vào trên người nữ sứ giả áo đỏ trước tiên, xấu hổ chính là Từ Dương đến bây giờ cũng không biết tên này tên gì, càng chưa từng nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện nhưng nữ nhân này rất lợi hại luôn ở trước khi từ dương mở miệng liền có thể đoán được hắn muốn mình làm cái gì không đợi từ dương mở miệng chỉ là ánh mắt đảo qua đối với thuận tiện làm ra động tác nhẹ nhàng ngắc đầu ngay cả nhìn cũng không nhìn bên này một chút được rồi thanh long ngươi có thương tích trong người trận cơ duyên này liền tiện nghi ngươi thanh long vốn còn muốn khiêm tốn nhiều một đợt tiểu hoa nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt tinh quang điêu nhiên dưới dung mạo khuynh thành của đối phương chỉ có hực hưỡng sờ mũi. Xem ra, trong đoàn đội chúng ta, có thể thôn vệ cỗ lực lượng này, hẳn là thực lực của ta yếu nhất, vậy ta liền cung kính không bằng theo mệnh, cảm ơn ngươi. Thanh Long rất khách khí cùng Từ Dương thi lễ chào hỏi, sau đó dựa theo Từ Dương phân phó, đi tới trung tâm trận nhãn của Bạch Hồ Tam thủ lĩnh lúc trước, chờ đợi tiếp nhận trận pháp cuồng bạo sinh mệnh lực lượng cường thế tẩy lễ. Nhưng mà Thanh Long cũng không nghĩ tới, Từ Dương ra tay, căn bản không cho hắn chút cơ hội chuẩn bị nào, lực lượng cường đại theo lòng bàn tay từ dương một trưởng đánh vào phía sau vắc trận nương theo cỗ lực lượng này cường thế can thiệp toàn bộ lục hợp trận pháp lâm vào sụp đổ tới hạn bên lề cường độ lực lượng đạt tới khả năng thừa nhận cực hạn trạng thái bởi vì cỗ lực lượng này là ở trung tâm trận nhãn bộc phát toàn bộ lục pháp trận chính phản hai cỗ lực lượng phát sinh đối xung lại bởi vì lực lượng của từ dương càng mạnh mẽ hơn sinh sinh là đem toàn bộ lục hợp trận pháp vận chuyển quy tắc hoàn toàn lật đổ nguyên bản đang từng chút từng chút hướng trận nhãn tụ tập lực lượng bổn nguyên theo cỗ lực đạo cường hoành vô cùng bộc phát sau đó gần như điên cuồng ngưng tụ ngược lại lại bởi vì lục hợp trận lục đạo trận tháp cũng không có lực lượng tương ứng của mình phát tiết ra cửa ra một lần nữa ngưng tụ lại cùng một chỗ tất cả năng lượng còn sót lại tập hợp lại lần thứ hai quay trở về mà cũng chính là từ dương lần này thao tác mục đích chân chính thanh long chuẩn bị nhanh đón lực lượng tẩy lễ đi nếu không có gì bất ngờ cỗ lực lượng này có thể giúp người lần nữa trải chuốt thứ tự lưu chuyển lực lượng kinh mạch trong cơ thể đem toàn bộ bổn nguyên lực lượng bởi vì thương thế ứ động trong cơ thể người toàn bộ kích hoạt, tất nhiên quá trình này sẽ khá đau đớn. người để giữ cho trái tim của người không phải là một chút phân tâm, nếu không hậu quả là không thể tưởng tượng được. thanh long sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, không dám đối với tử dương phân phó có chức chậm trễ, thế nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, lục hợp trận pháp này chất đống lực lượng lưu lại thâm hậu như vậy, ở vị trí trung tâm trận nhãn bộc phát ra, hóa thành một đạo nguyên lưu không thể kháng cự điên cuồng tụ tập về phía đỉnh đầu thanh long. Xa, a thanh long nhịn không được thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bản năng phóng thích ra một đạo cự long hồn quang có lẽ chính một cỗ long khí ba động cường đại này làm cho toàn bộ không gian bên ngoài bí cảnh cũng bởi vậy mà được hưởng ứng chuyện gì đang xảy ra vậy từ đâu tới tiếng long ngâm các binh sĩ hổ tộc vốn thủ hộ bên ngoài bí cảnh nhao nhao tiến lên trước vừa định tiến vào bí cảnh này lại phát hiện không biết từ khi nào một cỗ lực lượng kết giới cường đại đem bên trong bí cảnh hoàn toàn phong bế bất luận chúng nó phát lực như thế nào, cũng không có cách nào phá tan tầng phong vẫn này. Có gì đó không ổn, cỗ lực lượng kết giới này quá mạnh, đã vượt xa lực lượng của chúng ta, cũng không phải là khí tức thuộc về tam thủ lĩnh, nhất định lại có vấn đề, mau đi thông báo cho nhị thủ lĩnh. Thủ lĩnh này vốn chính là thân tín của hai thủ lĩnh hoa ban hồ tộc, càng rõ ràng loại chuyện này nhất định không thể để cho hổ vương tôn biết, chỉ có nhị thủ lĩnh tự mình ra mặt mới có thể giải quyết tình huống bất ngờ trước mắt. Một đám hoa ban hồ binh sĩ nhanh chóng rời đi, mà thủ lĩnh mãnh hổ binh sĩ phụ trách trông coi cửa vào bí cảnh trước mắt sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt cửa vào ngưng tụ bản nguyên lực lượng cường đại của mình tính toán tiến thêm một bước thử đột phá tiến vào cửa vào bí cảnh cũng không nghĩ tới bên trong bí cảnh này một cỗ kiếm phong vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát từ chỗ sâu trong bí cảnh bắn ra tại chỗ liền miểu sát thủ lĩnh hổ vương này thành hư vô tình trạng này vừa ra những binh sĩ hổ tộc phụ trách thủ hộ bí cảnh bên ngoài cũng không dám tùy tiện động tác nữa không biết đây là Từ Dương đem cường độ bí cảnh mình bố trí đến trạng thái thấp nhất, nếu không, hơi có chút không cẩn thận, tất cả binh sĩ hổ tộc bên ngoài tất cả đều sẽ bị một cỗ não cán nuốt vào, sau đó bị vô số kiếm quang khí tức trong nháy mắt xóa sạch thành hư vô. Cùng lúc đó, Thanh Long dưới tình huống Từ Dương tự mình ra tay hỗ trợ, nhanh chóng trấn an cỗ lực lượng cường hoành bổn nguyên trùng kích trong cơ thể, tất cả thương thế lưu lại trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa thực lực của mình cũng được cường hóa thêm một bước. Trời ơi, Thanh Long ca ca, người khí tức so với trước càng mạnh hơn, xem ra cơ duyên lần này đối với người mà nói cũng là trợ giúp rất lớn. Thiếu niên Bạch Hổ vẻ mặt hâm mộ nhìn Thanh Long nhịn không được cảm khái. Thanh Long dùng nịch sờ sờ đầu thiếu niên Bạch Hổ. Tiểu quỷ đầu, không cần hâm mộ ta, tương lai người cũng có cơ hội như vậy. Âm âm, ngay khi Thanh Long vừa dứt lời, vị trí phía trên đỉnh đầu mọi người mở rộng một khoảng trống rực rỡ, một đạo hình tượng trung niên nhân khoác chiến bảo màu vàng kim bỗng dưng hàng lâm. Còn có cơ hội như vậy, ta thấy mấy người các người thật đúng là biết si nhân nói mộng, dám xông vào bí cảnh hổ vương nhất tộc ta làm bậy, ta thấy các người thật sự chán sống. Người tới chính là hai thủ lĩnh hổ vương nhất tộc, cũng là người thống trị chân chính duy nhất còn sót lại trong bí cảnh này. Nhìn ra được, thực lực của tên này đứng ở vị trí nhị thủ lĩnh cũng là có nguyên nhân, đích xác so với bạch hổ tam thủ lĩnh lúc trước cường đại hơn không ít. Bất quá theo từ dương, hai người bất quá chỉ là nửa cân tám lạng mà thôi, cũng không có tranh lệch bản chất gì. Ngươi chính là hoa ban mãnh hổ nhị thủ lĩnh đúng không? Chỉ có ngươi đến một mình sao? Sau đó, ta sẽ nghĩ rằng ngươi là để chịu cái chết. Từ dương bất đắc dĩ buông tay nói. <laughs> ha ha ha, một cái gì đó không sợ chết, một chút thú vị, hãy để ngươi nhìn thấy, ngươi trong mắt ta thực sự là loại chất thải. Vừa dứt lời, tên này thuận thế bay lên trời, cả người phóng xuất ra khí tức giết chóc vô cùng cường hoành, đánh thẳng vào mặt từ dương. Nhưng mà lúc này đây, hắn ngay cả bóng dáng từ dương cũng không có cơ hội sờ được thanh long cười lạnh một tiếng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp ngang ở trước mặt từ dương chắp hai tay vẻ mặt bình tĩnh không sai đối với loại hàng giác cấp bậc này căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ chỉ bằng ngươi còn không xứng chống lại lão đại chúng ta qua cửa ải này của ta rồi nói sau dưới đường nét tuấn lãng của thanh long khóe miệng dương lên một tia trào phúng trong ánh mắt nhìn về phía nhị thủ lĩnh cũng tràn ngập tự tin đối phương cũng không có bất kỳ tâm tư nào khác xuất hiện Thân pháp vừa rồi của Thanh Long trong nháy mắt cũng đã biểu hiện ra nội tình thực lực cường đại của hắn, cho dù là nhị thủ lĩnh Hoa Ban Hổ Vương tràn đầy tự tin trước mắt, cũng không dám có chút chậm trễ, quyết đoán để cho mình từ trong hình thái nhân tộc trực tiếp chuyển trở lại bộ dáng thú tộc, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Ha ha, đừng nói là loại nhân vật ngươi, cho dù là cự long chân chính hàng lâm thì có gì không, ở chỗ này là thiên hạ của hồ vương ta. Đối phương lời này nói tương đối có sức mạnh, cũng không biết thực lực chân chính có thể đạt tới trình độ như thế nào. Nói thì chậm thì nhanh, hồ vương hóa thành một đạo quang mang màu vàng sông thẳng lên, nhưng thanh long rõ ràng ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu so với đối phương cao minh hơn nhiều. Biết rõ hồ vương nhất tộc cường đại nhất chính là cận thân vật lộn, nhưng thanh long tuy rằng có thực lực này, nhưng hết lần này tới lần khác không có ý định cho đối phương cơ hội này. Ha ha, ngươi muốn tấn công điểm yếu của ta với điểm mạnh của ngươi, nó không phải là dễ dàng như vậy, miễn là ta muốn, ngươi thậm chí không thể chạm vào một trong những sợi tóc của ta thanh long dám nói như vậy trong lòng tự nhiên cũng đã chuẩn bị tốt tính toán chiến đấu chỉ thấy tên này một bước lên không trung trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra vô số quân cờ hai màu đen trắng hướng vị trí kim quang hổ vương bay đi tất cả quân cờ trong nháy mắt tập trung vào khí thức hổ vương nhanh chóng bắt đầu biên soạn một đạo lại một đạo hắc bạch sắc mặt cực xiềng xích đây cũng coi như là thanh long vừa mới thức tỉnh ra một loại cường đại phong ấn năng lực đều là từ dương mang đến cho hắn thực lực tăng lên nhưng hắn lại không nghĩ tới chuỗi năng lượng trói trên người đối phương cứ như vậy bị hai thủ lĩnh hổ vương bộc phát ra một cỗ kim quang trong nháy mắt vỗ vụn trời ạ à, làm sao có thể chẳng lẽ nói thực lực của hổ vương này có thể sánh vai với thanh long đại ca sau khi tăng lên sao thiếu niên bạch hổ lộ ra biểu tình vô cùng sợ hãi hắn thật sự không nghĩ tới hổ vương nhị thủ lĩnh này lại có thể đạt tới trình độ như vậy bất quá nằm ở trong mắt từ dương hổ vương bất quá chính là phát triển trung quy trung quy mà thôi không tính là một đối thủ mạnh mẽ như thế nào. Thanh Long, thi âm dương cửu cung trận, đó mới là thủ đoạn có thể chân chính vây khốn hắn. Từ dương vừa dứt lời, trong đầu Thanh Long liền có kế hoạch tác chiến càng rõ ràng hơn, hai tay nhanh chóng nắm quyết, vô số phương cách hai màu đen trắng đan sen ngang dọc, rất nhanh liền đem tất cả lộ tuyến hành động của tên này hoàn toàn phong tỏa lại. Quả nhiên, trải qua từ dương chỉ điểm như vậy, Thanh Long tức chiến lược phát huy ra, cũng là mang đến cho đối phương tác dụng uy hiếp linh hồn lớn lao. Ha ha, cái này không thể làm được sao? Giống như một, ngươi không bao giờ có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn ngươi. Ngươi mặc dù nhiều năm tích lũy được sức mạnh nội tình rất xuất chúng, nhưng kinh nghiệm thực chiến của ngươi lại không thể so sánh với ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta, buông tha chống cự đi. Lời này của Thanh Long ít nhiều có chút khinh thường ý tứ của đối phương, bởi vì hắn hiểu được, có tường Dương lão đại tự mình mở miệng chỉ điểm, trận chiến này sẽ không có bất kỳ hồi hộp nào. Ha ha ha, là lão đại các ngươi cho người tự tin đúng không? rất tốt ta liền ở trước mặt hắn tự tay xé nát ngươi xem ngươi còn có vốn liếng nào ưu việt như vậy trước mặt ta trong nháy mắt khi lời nói rơi xuống đất kim quang mãnh hổ lộ ra giang nành dữ tợn của mình giờ khắc này tên này bộc phát ra khí tức giết chóc bành trướng đến cực hạn cũng đúng lúc này thanh long ở trên người đối phương người được một cỗ cảm giác nguy cơ chân chính mãnh liệt không xong tên này chẳng lẽ nói là tính toán vận dụng cực hạn sinh mệnh lực bổn nguyên sao thanh long rất rõ ràng đều là tồn tại có ý chí thú vương khi loại sinh mệnh thế này bị bức bách đến cực hạn có thể mở ra một loại nhân thú hợp nhất cực hạn chiến đấu cảnh giới có thể kích phát toàn phần tương ứng với ý chí mãnh thú huyết mạch thiên phú giống như hoa ban mãnh hổ bộ tộc này bản thân có được huyết mạch thiên phú chính là năng lực công kích cực hạn điểm này đừng nói là thanh long cho dù là bất kỳ một chủng tộc thần thú nào cũng tự than không bằng một khi bị tên này thi triển ra thiên phú cực hạn huyết mạch này chỉ sợ phong ấn chung quanh đều sẽ giống như hư thiết quả nhiên. Thanh Long lúc này đây thật đúng là đoán đúng rồi, bởi vì hai thủ lĩnh Hồ Vương phán đoán ra, trận chiến này mình chỉ có thể thành công, nếu không thật sự một chút cơ hội tránh thoát cũng không có. Gầm lên, tiếng gào thét kịch liệt đột nhiên truyền ra, trên người Hồ Vương đột nhiên lóe ra một đạo minh văn màu vàng sậm, đó chính là dấu hiệu hán toàn diện kích phát thiên phú huyết mạch. Trời ơi, cỗ khí thức này quá mạnh, Thanh Long đại ca, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Thiếu niên Bạch hổ vẻ mặt nghiêm khắc một miệng nhắc nhở một tiếng, không biết lúc này một đạo hồn niệm mới nhất của Từ Dương đã đến trong đầu Thanh Long. Lấy nhu khắc cương. Bốn chữ này vừa nghe rất quen thuộc, thế nhưng muốn đem đạo lý này thông qua công pháp của mình, vô cùng nhuần nhuyễn diễn hóa ra, đó chính là tương đối khó khăn. Nhưng mà Thanh Long cũng không làm cho Từ Dương thất vọng, khí tức của hắn lơ lửng giữa không trung, người đã lặng yên không một tiếng động thoát ly nguyên vị, hóa thành một bộ phận hư hóa hình dáng, đi tới phía sau tên này. Lung túng chính là, hổ vương cũng không ý thức được, mục tiêu muốn tiến công của mình đã diễn ra một tiết mục thoát xác kim tàu đem hắn đùa dẫn xoay quanh ầm ầm đợt này hai thủ lĩnh hổ vương bộc phát ra đợt tiến công mạnh nhất của mình đáng tiếc khi hai móng vuốt sắc bén của hắn đâm sâu vào không khí tất cả tiếng cười nhạo bên tai đồng loạt sông lên triệt để đánh bại chiến ý cao ngất của hắn ha 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 tiểu não phủ có phải cảm thấy rất xấu hổ hay không người bị thanh long chúng ta thiết lập huyền vũ vân thân mở miệng chào phúng hai thủ lĩnh hổ vương một đợt những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa cũng là làm cho hai thủ lĩnh này nổi giận đến cực điểm đám khốn kiếp các ngươi coi ta như khỉ đồ dẫn rất tốt dù sao bí cảnh này cũng không có cách nào tiếp tục vận hành vậy để cho nơi này hết thảy triệt đề tư tán đi a à, nhanh như vậy đã tính toán cùng ngọc thạch chúng ta đốt cháy thật không may ngươi không xứng đáng thanh âm lạnh như băng của tiểu hoa truyền ra, tiên sứ quang huy tràn ngập hào quang thần thánh hàng lâm tất cả lực lượng bộc phát trên người hồ vương đều bị thiên sứ lực nhanh chóng tinh lọc thậm chí ngay cả cả người hắn cũng đều bị thiên sứ lực hoàn toàn vây quanh trực tiếp ở vị trí hư không chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy sức mạnh này là gì lại có thể hoàn toàn hóa giải khí tức thú hồn của ta tiểu hoa đương nhiên sẽ không nói ra hai chữ thiên sứ với loại gia hòa cấp thấp này vẻn vẹn chỉ là hướng về phía hồ vương nhị đương ra đưa ra một nụ cười tràn ngập kinh thường hãy lắng nghe sự phán xét từ thanh long giáng lâm trong người người căn bản không nên đến chiến trường này cuối cùng một cảnh quen thuộc đã được lặp đi lặp lại lúc trước Thành long vận dụng lực lượng mạnh nhất hàng lâm long hồn cũng không thể mang đến cho từ dương một chút ảnh hưởng tiêu cực thế nhưng đồng dạng một chiêu áo nghĩa tuyệt sát sau khi trải qua từ dương trợ giúp tiến hành cường hóa huyết mạch lần thứ hai đánh ra uy lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm kinh người đương nhiên lúc này đối thủ của hắn ngay cả một ngón chân của từ dương cũng kém hổ vương nhị thủ lĩnh ầm ầm tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt hàng lâm uy nghiêm của cái thế long hồn làm cho toàn bộ không gian bí cảnh đi tới cục diện sụp đổ trước đó bởi vì cường độ chấn động của cỗ lực lượng này đã vượt qua cực hạn mà toàn bộ không gian pháp tác bí cảnh có thể thừa nhận cũng may lúc này bạch hổ binh sĩ dưới sự bảo hộ của trận pháp phân thân huyền vũ an toàn rời đi bên trong bí cảnh này cũng chỉ còn lại có mấy người từ dương cùng với hai thủ lĩnh mãnh hổ hoa bàn mãnh hổ sắp ngã xuống trước mắt long hồn chi uy quả thật cường đại nhưng ta không dễ dàng chết như vậy hổ vương lại tức giận thân thể đột nhiên bành trướng đến trạng thái gấp ba lần trước đó tất cả bụi bặm trên mặt đất chung quanh đều bởi vì cỗ lực lượng này khuếch tán lần nữa lâm vào thức tỉnh không tốt hắn hẳn là tính toán vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể khiến cho toàn bộ không gian pháp tắc cộng minh từ đó lấy cái giá lớn vỡ tan toàn bộ bí cảnh để công kích chúng ta tất cả mọi người trong đoàn đội đều sao động lần này ngay cả tiểu hoa cũng không bình tĩnh bởi vì hiện tại nàng bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng không có cách nào trực tiếp đối kháng với cấp bậc lực lượng sau khi pháp tác bí cảnh sụp đổ. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên người từ dương, lão đại trung quy là lão đại, quan trọng vẫn là phải xem một mình hắn phát huy. Mà từ dương hiện tại theo đuổi, tự nhiên chính là dùng phương thức đơn giản nhất đánh bại đối thủ của mình. Một ngón tay bắn không, sau lưng vô cực kiếm quang khí tức cấp tốc ngừng tụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên cạnh đều cảm giác được, toàn bộ thế giới tựa hồ đều vây quanh từ dương một mình xoay chuyển. Loại cảm giác này cũng không phải hư vọng, bởi vì giờ phút này bí cảnh không gian pháp tắc đã có xu hướng sụp đổ, mà Từ Dương phóng thích ra vô cực kiếm đạo, không thể nghi ngờ đã tiếp quản tất cả năng lượng chung quanh lưu chuẩn quỹ tích. Nói cách khác, Từ Dương phóng thích ra đạo kiếm quang khủng bố này đã dần dần trở thành ý chí mới ảnh hưởng đến tất cả lực lượng lưu động chung quanh. Chỉ cần kiếm quang này cùng với kiếm ý bất diệt trên người Từ Dương, không gian pháp tắc này sẽ không dễ dàng đi về phía sụp đổ như vậy. Chết tiệt, này đều là quá nhân gì, cư nhiên mạnh đến mức này, một người có thể chịu đựng được không gian pháp tắc. Hoa bàn mãnh hổ lúc này đã đem sinh mệnh lực của mình dung nhập vào chung quanh sắp sụp đổ không gian pháp tắc. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới toàn bộ lực lượng của mình, hơn nữa lực lượng không gian pháp tắc, hai thứ dung hợp thành một thể, dĩ nhiên còn kém một đạo kiếm khí từ dương phóng thích ra. Không biết, từ dương vô cực kiếm cảnh đáng sợ nhất địa phương, chính là có được thiên phú thuộc tính khuy báo trong quản. Cho dù chỉ là một hạt cát, một chút bụi bặm, hoặc là một thanh kiếm bình thường, chỉ cần bị vô cực kiếm ý bao trùm, nó sẽ trở thành tiêu chuẩn năng lượng có được năng lượng hủy thiên diệt địa. Đây là cái gọi là nhất xa nhất thế giới, mờ mề không bụi trí cao cảnh ý. Làm sao có thể là mãnh hổ thú tộc trước mắt này có thể lý giải được? Từ dương cứ như vậy bình tĩnh nhìn mãnh hổ hoa ban trong hư không còn đang cuồng loạn. Cùng là hổ tộc, ta sẽ không hà khắc với người người giống như những người khác, có một cơ hội để lựa chọn lại số phận của họ, là muốn thỏa hiệp như vậy, vẫn làm theo quy củ, người tự quyết định. Hoa Ban Hồ Vương lạnh như băng cười to. "Ta thân là nhị đương gia của Thập Vương nhất tộc, làm sao có thể cúi đầu trước những người các ngươi, ngươi mơ." Từ Dương gật gật đầu. "Ta đích xác thích nằm mơ, nhưng một điều tốt hơn so với ngươi là những giấc mơ ta làm, tất cả đều có khả năng thực hiện đó, và ngươi thì không." Trong ngón tay thuận thế bay lên trời, chỉ là một đạo chỉ quang này phát ra, cũng đủ để xuyên thấu toàn bộ hư không. Chỉ trong nháy mắt, tất cả lực lượng cực hạn che chắn trước mặt hoàn toàn vỡ vụn bí cảnh không gian pháp tắc dưới uy lực kiếm đạo của từ dương nghiền ép triệt để biến thành hư vô phối hợp với năng lực tinh lọc của thiên sứ chi lực từ dương rất tốt đem tất cả lực hủy diệt bộc phát ra trong bí cảnh triệt để tinh lọc cứ như vậy bí cảnh biến mất hai đại thủ lĩnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bỏ mạng ở nơi này vốn không nên tồn tại các binh sĩ bạch hổ nhất tộc hoàn toàn trở thành chư hầu của đoàn đội từ dương nghe lệnh của tháp lý á nữ vương phòng trừng hồ vương tô nằm mơ cũng không nghĩ tới bất quá trong vòng một ngày mình mất đi một phần ba tầm nhân duy trì, mất đi cánh tay phải của mình, hổ vương nhất tộc vốn không ai sánh kịp, từ đó bắt đầu đi xuống dốc. Đương nhiên, thời điểm làm cho hổ vương tôn càng thêm không thể tưởng tượng được còn ở phía sau. Sau khi bí cảnh tan rã, mọi người trong đoàn đội từ dương một lần nữa xuất hiện ở lĩnh vực bên ngoài, một đám bạch hổ binh sĩ đã hoàn thành công tác thành lý đám cẩu cẩu từ bên ngoài bí cảnh. Các hạ, những thứ này đều là thân tín của hai thủ lĩnh hoa ban mãnh hổ, đều đã bị chúng ta triệt để tiêu diệt chỉ cần không bị hổ vương tôn các hạ phát hiện, hẳn là sẽ không bại lộ. Từ dương lộ ra một nụ cười. Không sao, biết thì như thế nào, kế tiếp chúng ta phải đi tìm hồ vương tôn, nhìn xem lão gia hỏa kia, có thể chơi ra trò gì. Đúng rồi, giao cho các ngươi một nhiệm vụ, dẫn tộc nhân mãnh hổ hoa ban đến bên này, tháp lợi án nữ vương cần lần nữa tiến hành một đợt lực lượng chủng tộc tích hợp, cứ như vậy, cũng chỉ có hổ tộc nhất mạch hồ vương tôn là đối thủ duy nhất của chúng ta. Dưới mệnh lệnh của từ dương phân công, Mấy đại thủ lĩnh trong Bạch Hổ nhất tộc nhao nhao ra mặt, trợ giúp Tháp Lý Lợi nữ vương ứng ngoại hợp, lục tục chinh phục tất cả tộc quần Hoa Bàn mãnh hổ, nhất thời quy vào trong tay đoàn đội Từ Dương. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chỉ nợ gió đông. Duy chỉ còn lại Hồ Vương Tôn ở tổng bộ bộ Lạc Hồ Vương, còn không biết gì cả về những gì đã xảy ra bên ngoài. Trên thực tế, cho dù đoàn đội Từ Dương không can thiệp, hiện giờ mắt của nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh chôn ở bên cạnh Hồ Vương Tôn lúc trước, cũng đã có thể che mắt hắn. Tên này cả ngày chính là đắm chìm trong tu luyện không ngừng tìm hiểu truyền thừa lực của thú hoàng nhất tộc căn bản không có tâm tư để ý tới chuyện trong tộc nếu tên này cố gắng hết sức trị vì không ích kỷ như vậy chỉ sợ các binh sĩ bạch hổ nhất tộc cũng sẽ không bị ức hiếp nhiều như vậy không khí trong tộc hài hòa đoàn đội từ dương cũng không đến mức có cơ hội thừa cơ binh bất huyết nhận cũng đã đạt được tiến bộ lớn như vậy rồi một đoàn đội có đoàn kết hay không có quan hệ lớn lao với lãnh đạo giống như mấy thủ lĩnh hổ vương nhất tộc trời sinh đã không thích hợp thống lĩnh một đoàn đội ưu tú như vậy tầm nhìn hẹp hòi của chúng cũng nhất định kết cục hổ vương nhất tộc phải đi xuống dốc. Vâng, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, truyền lệnh xuống, tất cả hổ tộc theo ta cùng nhau tiến công tổng bộ hồ vương. hồ vương nhất tộc bởi vì mấy năm gần đây quyền hoạt động trong tộc, đều giao cho hai tên gia hỏa tham lam vô độ thủ lĩnh nhị cùng tam thủ lĩnh quản lý, bởi vậy trình độ phát triển văn minh của cả tộc quần có thể nói là tương đối lạc hậu, cơ hồ so với trạng thái trong năm trước không có tiến bộ gì đáng nói. Quan sát trình độ văn minh và tình huống xây dựng phát triển của một tộc quần, từ tình huống xây dựng tổng bộ lạc của bọn họ có thể nhìn ra đại khái mặc dù hổ vương nhất tộc quý là một trong tập vương thống trị bộ lạc nhưng trình độ xây dựng tổng bộ của bọn họ cơ hồ còn không tinh xảo như sản xả nhân nhất tộc mỗi tòa nhà ở đây trông khá thô các binh sĩ trong tộc ăn mặc cũng tương đối nguyên thủy mặc dù là chủng tộc có tính huyết ý thức tranh đấu bẩm sinh thập phần mãnh liệt nhưng trình độ văn minh của tộc quần bọn họ thật sự là quá mức lạc hậu bước vào trong dân rộng rãi trước mắt này đám người tháp lý án nữ vương nhào lắc đầu đối với cục diện trước mắt nhìn thấy như vậy tỏ vẻ bất đắc dĩ. trời ạ, à, nếu như không phải đối với thân phận thập vương nhất tộc có chút hiểu biết, ta thật sự nhìn không ra hổ vương nhất tộc này cũng quý là một trong thập vương thống trị bộ lạc. ha ha ha, không giấu tháp lý á nữ vương nói, ta cùng ngươi cũng là cùng một ý nghĩ. loại địa phương này nếu không phải mang theo nhiệm vụ đến đây, chỉ sợ ta một ngày cũng không ở lại được. hoàn cảnh ác liệt không nói, quy mô kiến thức cũng tương đối đơn sơ. xem ra thân phận giai cấp thống trị của thập vương hồ vương nhất tộc này chỉ sợ cũng phải được viết lại triệt đề vào hôm nay cả khu vực vẫn là do giả nhân nhất tộc dẫn dắt huyền vũ phân thân cũng là từ đáy lòng phát ra cảm khái như vậy tháp lợi á nữ vương nghe được đồng bọn nói như vậy tựa hồ cũng được cổ vũ thật lớn càng có một loại xúc động muốn khống chế toàn bộ khu vực hồ vương bộ lạc nàng cũng âm thầm thề trong lòng chỉ cần mình thật sự có thể thay thế hồ vương tôn trở thành xà vương tôn đời mới chân chính bước vào cấp bậc lãnh tụ thập vương nàng nhất định sẽ dốc hết tâm huyết của mình, đem toàn bộ bộ lạc xây dựng hoàn thiện tận mỹ, cũng làm cho toàn bộ khu vực phát triển văn minh của tất cả các chủng tộc tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trong thực tế, nữ hoàng tháp Lý Á thực sự là loại nhà lãnh đạo tự nhiên và ý tưởng của bà là rất bao gồm, mà cũng không phải là loại người một mực theo đuổi thực lực cá nhân tăng lên. Đối với cường giả thú tộc trình độ như bọn họ mà nói, thực lực cá nhân vẻn vẹn chỉ là thước đo cơ bản cho văn minh khu vực cường đại hay không, tất nhiên cần một lãnh tụ thực lực đủ cường đại, nhưng thực lực qua lãnh đạo cường đại còn xa mới đủ phải nghĩ biện pháp để cho tất cả binh sĩ tộc quần có được cơ hội cùng tiến bộ cùng tăng lên đây mới là điều kiện căn bản để một chủng tộc đi tới phát triển bền vững mà hổ vương nhất tộc trước mắt rõ ràng xa xa không đạt được yêu cầu như vậy nhất định cũng phải bị thời đại đào thải mặc dù bọn họ không được đám người từ dương lựa chọn cũng sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên xuống tay sớm muộn gì cũng sẽ bị các chủng tộc khác sau này thay thế lúc này tất cả mọi người trong đoàn tử dương không tiếp tục duy trì hình thái ngụy trang của binh sĩ bạch hồ nữa tất cả đều dùng diện mạo vốn có của mình để thể hiện bởi vậy khi đoàn đội nhân tộc vẫn luôn thoạt nhìn giống như khách không mời dẫn theo một đám bạch hồ binh sĩ vọt vào khu vực tổng bộ hồ vương nhất tộc tất cả thân tín dưới chứng hồ vương tôn toàn bộ trợn tròn mắt trước tiên tập kết ở giữa quảng trường tổng bộ vô cùng rộng rãi này cùng những bạch hồ binh sĩ này đối đầu nhau cầm đầu một binh sĩ mãnh hổ trên người khắc hoa văn hai màu đen trắng chính là một trong những đệ tử đích truyền của Hồ Vương Tôn, cũng là đại thống lĩnh phụ trách chung coi toàn bộ tổng bộ Hồ Vương nhất tộc. Sau khi nhìn thấy một màn trước mắt này, tên này lập tức ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh không thấy bóng dáng, lại là do mấy nhân tộc thân phận khả nghi như vậy dẫn dắt các binh sĩ Bạch Hồ nhất tộc. Không có Hồ Vương Tôn triệu hoán, mạnh mẽ tiến vào tổng bộ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến hơn nữa mang theo mục đích đặc thù. Các binh sĩ Bạch Hồ nhất tộc các ngươi không đi theo ba thủ lĩnh này, đột nhiên chạy đến tổng bộ, cái gọi là ý gì? Thanh Long mỉm cười tiến lên vài bước, sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn một đệ tử đích truyền dưới chướng hổ vương Tôn khẽ cười. Cái gọi là ý gì? Trận chiến này của chúng ta chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hôm nay đến là để làm một điều, để cho hổ vương Tôn các người giao ra gia thân phận thống trị toàn bộ khu vực hổ vương nhất tộc, bắt đầu từ hôm nay, hổ vương Tôn không còn là thủ lĩnh của toàn bộ khu vực hổ vương bộ Lạc Thập Vương nữa thân phận và địa vị của hắn tất cả đều sẽ bị tháp lợi á nữ vương của xà nhân nhất tộc thay thế về phần hổ vương tôn mình đi đâu chúng ta sẽ cho hắn một cơ hội đưa ra quyết định một lần nữa đương nhiên tất cả đều phải xem biểu hiện của hắn nếu như hắn cố ý lựa chọn đối kháng với chúng ta chỉ sợ chờ đợi kết cục của hắn sẽ thập phần thay thảm thanh long nói lời này xem như một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hổ vương tôn lưu mà đối phương là đệ tử đích truyền phụ trách trông coi tổng bộ hồ vương tự nhiên sẽ không cho phép có người tùy ý vũ nhục gia sư uy nghiêm sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng vài phần đừng tưởng rằng mấy ngoại tộc nhân các người dẫn dắt binh sĩ bạch hổ nhất tộc chúng ta có thể ở tổng bộ hồ vương tôn muốn làm gì thì làm các ngươi chỉ sợ còn không ý thức được thực lực ra sư thần là thủ lĩnh thập phương đến tột cùng đạt tới trình độ như thế nào dám ở địa bàn của chúng ta tạo thứ chờ đợi các ngươi chỉ có kết cục ngã xuống hiện tại các ngươi rời khỏi nơi này hết thảy đều còn kịp hắn cười to lên loại câu nói nhảm này cũng không cần nhiều lời chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Nếu hổ vương tôn không chịu tự mình lộ diện, vậy chúng ta liền từ nơi này từng chút từng chút từng chút đánh vào nợ thất của hắn. Tất cả những người ngăn cản bước chân của bạch hổ binh sĩ chúng ta đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, bỏ mạng ở nơi này. Thanh Long vừa dứt lời, trong ánh mắt rốt cục hiện ra một tê sát khí lạnh như băng. Ngay sau đó, hắn một bước bay lên trời, quân cờ hai màu đen trắng chung quanh thân thể nhanh chóng hiện lên, đem cả người hắn phụ trợ giống như thiên thần, tuấn lãng bất phàm sát ý bốc hơi. Mấy người các ngươi mau đi mời sư tôn tự mình ra mặt, lão nhị lão tam đi tìm nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh đến hộ giá, mấy ngoại tộc nhân này thật nhìn hẳn là rất khó đối phó. Nghe được tên này an bài một trận, từ dương đoàn đội tất cả mọi người nhịn không được lộ ra tươi cười. Không cần nổ phí khí lực, hổ vương tôn ngươi nên tìm có thể tìm, nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không tìm được. Nghe Thanh Long nói như vậy, đại tổng quản trước mắt liền ý thức được tình huống không ổn chẳng lẽ các ngươi đã cùng nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh hai đại cường giả giao thủ qua huyền vũ phân thân vẻ mặt khinh bỉ cười lạnh chỉ có hai phế vật bọn họ cũng được xưng là thủ lĩnh ngay cả thanh long cũng đánh không lại càng đừng nói đến lão đại chúng ta hai anh em bọn họ cộng lại ngay cả một ngón chân của lão đại chúng ta cũng không chống lại được đương nhiên nếu ngươi tin tưởng cũng có thể đem hổ vương tôn các ngươi cũng tính vào trong cũng không xứng giao thủ với lão đại chúng ta a à, xem ra vẫn là bản tôn tu dưỡng thời gian quá dài, ngoại giới tựa hồ cũng đã quên đi uy nghiêm của ta, vậy mà còn có người dám ở cửa địa bàn của ta kêu gào như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gọi là lão đại của các người, đến tổ cùng đã cường đại đến trình độ như thế nào, ngay cả thập phương tôn thủ hộ giả cũng có thể không để vào mắt.